với cuộc sống người dân xứ Nghệ đã trở thành một hoạt động truyền thống chào mừng xuân mới, tôn vinh đạo học, sự học, nghiệp dạy của giáo viên và học sinh cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Lễ khai bút còn nhắc lại lời dạy của các bậc tiên hiền, hiền thánh, tiền nhân về đạo lập thân tu nghiệp, rèn đức luyện tài để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đồng thời góp phần thúc đẩy tinh thần hiếu học, xây dựng trí tuệ con người xứ Nghệ ta. Tục khai bút đầu xuân hay còn gọi là khai bút đầu năm chính là một trong những phong tục ngày Tết Việt Nam vô cùng đặc sắc. Thậm chí đây có thể xem là một nét văn hóa hiếm có và độc đáo của dân tộc Việt Nam ta. Nó có một ý nghĩa đề cao sự học, cũng là tượng trưng cho sự khởi đầu, một sự khởi nghiệp về sự học, sự viết trong một năm mới. Và hơn hết, nó gửi gắm những tâm tư, những tình cảm, những khắc khoải, những khát khao, những ước ao thông qua nét chữ đầu xuân. Nó còn là ước nguyện của mọi người về một năm thi cử, làm việc được đỗ đạt, được học hành tinh tiến, sự nghiệp được thăng hoa. Mang nhiều ý nghĩa linh thiêng ấy nên lễ khai bút thường được ông cha ta thực hiện với tất cả sự tôn nghiêm, trang trọng và tâm thành. Gắn với tục khai bút, người Việt ta còn có tục đi xin chữ đầu năm nữa. Đây là một cách thể hiện coi trọng đạo nghĩa, chữ nghĩa và cầu mong mọi sự tốt lành. Cứ như thế, tục khai bút đầu xuân đã trở thành một việc làm mang ý nghĩa tâm linh, ước mong một năm mới thành công, may mắn, hạnh phúc, bình an đến với chúng ta và những người mà ta thương quý. Ngày hôm nay, chúng con rất vui mừng được cung đón quý tôn đức và các quý vị đại biểu từ khắp nơi cũng trở về tham dự lễ khai bút đầu xuân trên non thiêng Đại Tuệ. Trước hết, về phía quý tôn đức, cho chúng con xin được thành kính đỉnh lễ giới thiệu Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, chủ trì non thiêng chùa Đại Tuệ. Cùng các quý tôn đức trong ban thường trực, chủ trì các ngôi tự viện trong toàn tỉnh cũng trở về để chứng dự lễ khai bút đầu xuân, cho phép chúng con nghiêng mình thành kính giới thiệu chung. Về phía các quý vị đại biểu, và chúng tôi rất vui mừng thấy được sự hiện diện của bà Ratna, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, cùng các quý vị đi trong đoàn cũng vừa trở về tham dự. Cảm ơn bà nhiều. Trân trọng cảm ơn sự tham dự của bà Phan Lan Tú, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Ấn tại thủ đô Hà Nội. Trân trọng cảm ơn cùng tất cả các quý vị đi trong đoàn. Xin được trân trọng và vui mừng, hoan hỷ giới thiệu ông Mai Văn Tuốt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Nam Đình, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu ông Trần Hồng Quảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
trân trọng kính giới thiệu Đại tá Phan Trọng Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu ông Phan Thanh Đoài, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu ông Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu ông Hoàng Trọng Kim, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu ông Phạm Quốc Vinh, Phó trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng kính giới thiệu bà Trần Thị Hiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đàn. Trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dần, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn. Trân trọng kính giới thiệu ông Hồ Nam, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Lộc. Trân trọng kính giới thiệu bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc. Trân trọng kính giới thiệu ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương. Trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn. Trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ. Trân trọng kính giới thiệu bà Phạm Thị Bích Thảo, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Ninh Bình. Trân trọng kính giới thiệu ông Đặng Thái Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trân trọng kính giới thiệu ông Hồ Viết Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Cùng đông đảo chư tôn đức, các quý vị đại biểu khách quý, lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể, trưởng các khối, chính trị, xã hội của toàn tỉnh Nghệ An, các tỉnh bạn, các huyện bạn cũng trở về tham dự, và bà con, nhân dân, Phật tử, khách thập phương xa gần cũng đến tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Xin được chúc lành đến tất cả quý vị và giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, lễ khai bút đầu xuân của non thiêng chùa Đại Tuệ đã trở thành truyền thống và là một món ăn không thể thiếu, món ăn tinh thần của người dân xứ Nghệ nói chung. Có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy nét văn hóa tốt đẹp này của ông cha ta? Ngay giờ phút này, chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Thích Thọ Lạc, chủ trì non thiêng chùa Đại Tuệ, trưởng ban tổ chức, lên phát biểu khai mạc ý nghĩa khai bút đầu xuân. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Hôm nay trên dải đất non thiêng đại huệ hùng vĩ, huyền thoại và kỳ diệu, mảnh đất giàu lòng đến khách, nơi danh sơn ghi dấu lịch sử dân tộc và Phật giáo Việt Nam, ban tổ chức vui mừng và vinh hạnh được cung đón chư tôn thiền đức tăng ni,
chư vị đại biểu khách quý, quý vị nhân sĩ trí thức cùng quý đạo hữu Phật tử và nhân dân thập phương xa gần vui xuân trẻ hộ về chùa Đại Tuệ tham dự lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức và nhân danh chủ trì, xin được gửi lời chào mừng đại hoan hỷ, đại đoàn kết, lời kính chúc sức khỏe, bình an đến chư tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị. Chúc buổi lễ hôm nay được thành công viên mãn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể lễ hội. Từ ngàn đời nay, dân tộc Việt Nam ta luôn tự hào với truyền thống hiếu học, tôn sư, trọng đạo, nền văn hiến mang bản sắc riêng có, một phần không nhỏ nhằm hôn đúc nên tinh thần đó chính là do truyền thống trọng thị bậc hiền tài của đất nước ta được kế thừa và phát huy qua các thế hệ, tiêu biểu là góp phần tạo nên tinh thần để khai bút đầu xuân bắt nguồn từ thầy giáo Chu Văn An, danh nhân văn hóa thế giới, người được các triều đại phong kiến tôn xưng là vạn thế sư biểu. Với thói quen, mỗi khi học trò đến thăm thầy Chu Văn An, lúc ra về, thường được thầy tự tay viết tặng cho một chữ mang ý nghĩa nhắn gửi về lẽ sống. Ai nhận được điều quý trọng, lấy chữ đó để làm tiền đề phấn đấu và vươn lên. Do vậy, nhằm gìn giữ tập tục mang ý nghĩa sâu sắc, truyền tải thông điệp cao đẹp của dân tộc mà mỗi độ Tết đến xuân về, khắp nơi tưng bừng tổ chức lễ khai bút đầu xuân với hình thức trang trọng, nội dung ý nghĩa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt tại nơi danh lam Đại Tuệ hùng vĩ bao la, nơi duy nhất thờ Đức Phật mẫu Đại Tuệ, biểu tượng cho tinh thần trí tuệ của đạo Phật. Hoạt động mang nhiều ý nghĩa, sự khởi đầu của năm mới, ước mong của năm thành công và may mắn, thi cử đỗ đạt, học hành tiến tới, công việc hanh thông, đồng thời giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Khai bút có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống trí tuệ và tâm hồn, trở thành một biểu tượng thiêng liêng. Khai bút không chỉ đơn thuần là khai nét chữ mà còn là khai tâm, khai trí và khai nghề nghiệp. Khai bút cũng là để tự nhắc nhở mình, nhắc nhở mọi người luôn mong muốn, hy vọng hướng thiện, hạnh phúc, phát đạt, mở mang và hướng tới tốt đẹp, sức khỏe, thành đạt và cầu chúc mọi người tốt đẹp đến với mọi người trong năm mới. Trong không khí linh thiêng của những ngày xuân đầu năm Giáp Thìn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với chùa Đại Tuệ long trọng tổ chức lễ khai bút đầu xuân nhằm góp phần nêu cao truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân cha ông đi trước. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công diễn những nhạc phẩm đặc sắc về nội dung triết lý cốt lõi của Đức Phật trong bài thuyết giảng đầu tiên Kinh Chuyển Pháp Luân. Thông qua những lời ca, tiếng hát của các ca nhạc sĩ, chúng ta có thể hiểu hơn về lời dạy và triết lý giáo dục của Phật giáo để hướng mọi người đến sự bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao 29 phần quà khuyến học khuyến tài cho các em có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi của tỉnh, quốc gia, quốc tế trong năm 2023 với trị giá 100 triệu đồng nhằm khơi dậy tinh thần truyền thống hiếu học đối với các em học sinh, sinh viên trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với những nội dung phong phú, hình thức đa dạng, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục của quê hương xứ Nghệ, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố khai mạc lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn năm 2024.
nguyện cầu Đức Phật Mẫu Đại Tuệ, tám bộ trời rồng, hồn thiêng sông núi, anh linh hội tụ thánh địa nơi đây, gia hộ cho chư tôn thiền đức tăng ly phúc trí nhị nghiêm thật sự viên thành. Chúng con thành kính tri ân lời phát biểu khai mạc của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức. Sau đây là những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng và kính dâng tam bảo trong ngày đầu xuân. Lẵng hoa thứ nhất, xin trân trọng kính mời ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình trao tặng. Kính thỉnh Hòa Thượng đón nhận. Lãng hoa kế tiếp của huyện Nam Đàn. Lãng hoa của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đàn. Xin trân trọng kính mời bà Trần Thị Hiên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng các quý vị đi trong đoàn đồng lên trao tặng. Rồi. Của huyện Nghi Lộc. Lãng hoa kế tiếp của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Lộc. Xin trân trọng kính mời ông Hồ Nam, Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận cùng các quý vị đi trong đoàn đồng lên trao tặng. Lãng hoa của Mặt trận tỉnh. Lãng hoa của Ủy ban Mặt trận tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch lên trao tặng. Lãng hoa của Công an. Lãng hoa kế tiếp của Công an tỉnh Nghệ An, trân trọng kính mời Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, trưởng phòng PA02 An ninh nội địa Công an tỉnh Nghệ An lên trao tặng. Của xã Nam Mạnh. Lãng hoa kế tiếp của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Mạnh. Xin trân trọng kính mời ông Hồ Viết Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cùng các quý vị đi trong đoàn đồng lên trao tặng. Xin trân trọng cảm niệm công ức, công đức của các lãng hoa, các phần lễ quý vị đã dâng lên Tam Bảo và Phật Mẫu Đại Tuệ trong buổi sáng hôm nay. Tiếp theo chương trình là phần tặng quà khuyến học. Xin trân trọng kính mời các em hoan hỷ nhanh chóng bước lên phía trên sân khấu lễ đài. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các quý vị, đây là các em học sinh có thành tích học tập vô cùng đặc biệt và xuất sắc. Có những em đạt huy chương bạc hóa toàn quốc, có em đạt huy chương vàng Olympic hóa quốc tế, có em đạt giải nhì học sinh giỏi các môn toán của quốc gia. Cái truyền thống khai bút đầu xuân là cái truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thì hầu như là trong cái dịp mùa xuân thì hầu như là các chùa, các đền và các nơi đều tổ chức các lễ khai bút để hướng các em đến cái việc khuyến học, khuyến tài
Đặc biệt là chùa Đại Tuệ là cái chốn thiêng liêng ở trên đỉnh núi Đại Huệ thờ Phật mẫu Đại Tuệ. À, cái núi Đại Huệ nó giống như là một cái bút và dưới nó có cái dòng nước nó chảy ngược lên, cho nên là đây là cái sự thiêng liêng. Trong những dịp mùa xuân vào ngày 5 tháng Giêng thì khách thập phương và nhân dân đều quy tụ về đây để thực hiện dâng nén tâm hương, để tôn kính Đức Phật mẫu Đại Tuệ cũng như là cầu mong Đức Phật mẫu Đại Tuệ khai minh khai sáng cho mọi người. Có sự xuất hiện rất đặc biệt của một người nhạc sĩ, vừa là nhạc sĩ, vừa là nhạc công, vừa là giáo viên dạy guitar. Đó chính là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn từng tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội với hạng xuất sắc và từng đi tu nghiệp tại Pháp nhiều năm. Âm nhạc của anh gắn bó với dòng nhạc dân gian, cùng với những hình ảnh ruộng vườn, ao cá, cánh cò, đồng lúa được thể hiện qua những tác phẩm đậm đà bản sắc của Việt Nam. Tuy mang âm hưởng của dân ca nhưng lại đậm đà chất hiện đại với những ngôn từ được đánh giá là mang tính độc đáo. Và ngay trong buổi lễ hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức sự độc đáo đó qua sự phối khí hòa âm bài kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh Chuyển Pháp Luân là bài Phật kinh đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo chính giác dưới cội Bồ Đề. Và ngay bây giờ, xin toàn thể quý tôn đức, quý vị đại biểu, bà con nhân dân Phật tử, khách thập phương dành một tràng pháo tay để thưởng thức nhạc phẩm kinh Chuyển Pháp Luân do nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng đồng đội biểu diễn.
đất nước chở che muôn loài được tế độ nhờ bình minh chiều xa vạn vật đều xanh tươi công mẹ sinh khó nhọc con cháu mai tắc lòng đức cha dương cao dày cho chúng con ánh sáng của chân lý về cuộc đời của con người và của chúng sinh để chúng con có cuộc sống thoát khỏi khổ đau để đạt được hạnh phúc. Chúng con vô cùng biết ơn Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã cho chúng con ánh sáng của chân lý về cuộc đời của con người để cả thế giới và con người thoát khỏi khổ đau như chiến tranh, nghèo đói, hủy diệt và đạt đến hạnh phúc. Chúng con vô cùng biết ơn Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã cho ánh sáng của chân lý về cuộc đời để con người của cả thế giới là một đại gia đình tràn đầy yêu thương, hòa bình và hạnh phúc. Thầy xin cảm ơn. Và bây giờ chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thọ Lạc, chủ trì trưởng ban tổ chức, và trân trọng kính giới thiệu có ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tham dự chương trình sáng hôm nay, và xin trân trọng kính mời ông cùng Hòa Thượng sẽ lên trao những món quà đầu năm để chúc lành đến nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng các cộng sự của mình. Thưa toàn thể các quý vị, sau rất nhiều những biến cố lịch pha của nhạc Việt thì đây được xem là một chương trình âm nhạc Phật giáo chữa lành, một thị trường âm nhạc rất là lành mạnh. Rất mong những nhạc phẩm này sẽ lan tỏa dĩ nhạc tải đạo. Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Linh Minh Sơn cùng các cộng sự của mình đã góp phần thúc đẩy nền âm nhạc của Phật giáo được phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Và liên tục chương trình, chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Thích Thọ Lạc cùng ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ chính thức khai chiêng, khai trống để khai lễ hội sáng hôm nay. Tiếng trống đã vang lên, tiếng chiêng đã được thỉnh, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, nhà nhà hạnh phúc bình an. Oh,
Hình tượng ông đua nghề chó chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta nói chung và người nghề nói riêng, đặc biệt với cái sự nghề nơi mà truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở thành một cái giá trị cốt lõi trong đời sống văn hóa tinh thần trong một thời gian khá dài. Cái nét đẹp văn hóa ấy nó tạm lắng xuống, bắt đầu từ mùa xuân 2012 thì tại chùa Thiêng Đại Tuệ, cái việc chó chữ đầu xuân và tổ chức cái lễ khai bút đầu xuân cầu trí tuệ đã trở thành một cái nét đẹp văn hóa. Đầu xuân năm mới tôi đến chùa Đại Tuệ thì cầu mong là cho cả gia đình tôi một năm mới thật nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong sự nghiệp sắp tới và học hành thi cử đỗ đạt. Ngoài ra thì tôi có lên chùa xin chữ. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa lâu đời ở chùa Đại Tuệ và cái xin chữ này thì cũng là một trong những cái mục tiêu để mà mình phấn đấu trong năm tới. Chùa Đại Tuệ là một trong những ngôi chùa khá cổ kính và rất là linh thiêng. Thì vào các dịp đầu xuân năm mới đến với lễ hội khai bút thì chúng ta có thể có những cái nét đẹp văn hóa có ý nghĩa đối với tất cả những cái em học sinh, kể cả những người đang đi làm. Xin chữ đầu năm cũng có thể là một cái động lực để cho những cái người muốn thành công trong khi sự học hành hay là thăng tiến trong sự nghiệp thì người ta lấy đó để đem động lực để cho một năm mới sẽ phấn đấu thêm nữa.